các anh chị xin báo cáo các lâm sàng về hành chính bệnh nhân Hoàng Tuấn Dũng, giới nam, ngày sinh 20/12/2019, 37 tháng tuổi, địa chỉ là phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Họ tên bố là Hoàng Anh Tuấn. Vào viện là 21:21 ngày 5/2/2023. Lý do vào viện là ho, khò khè, khó thở. Bệnh sử là cách vào viện 2 ngày, trẻ ban đầu khởi đầu trẻ xuất hiện ho khan, chảy mũi trong, không có sốt. Thì ngày vào viện thì trẻ ho tăng dần, ho nặng tiếng. Đến đêm thì ho khò khè nhiều, khó thở, thở gắng khức, nói ngắt quãng, kích thích, nôn một lần, người mệt mỏi, không sốt, không rõ tím thì nhập viện vào khoa cấp cứu chống độc ạ. Về tiền sử sản khoa, trẻ con lần 1 đẻ thường, 38 tuần tuổi, 38 tuần thai, cân nặng sơ sinh là 3,5 cân ạ. Về bệnh tật, trẻ khò khè hai đợt phải đi nhập viện, thì khò khè đợt lần đầu lúc 3 tuổi, mắc Covid-19 tháng 3/2022, nhiễm adenovirus cách 5 tháng, điều trị 7 ngày, sau nhiễm adeno trẻ hết hoàn toàn khò khè. Đợt trẻ có mắc hai đợt điều trị viêm phổi, có triệu chứng ho khò khè, khó thở, thở ngắt quãng, đều phải vào viện cấp cứu thở oxy. Một đợt đầu tháng 12 viêm phổi cấy dịch tị hầu Moracella dương tính, 22/12 thì điều trị viêm phổi HI dương tính. Về tiền sử dị ứng thì chưa phát hiện tiền sử dị ứng, không có tiền sử chàm. Tiêm chủng theo chương trình mở rộng, tiêm thêm phế cầu cúm mùa, phát triển tinh thần vận động bình thường. Về dinh dưỡng, môi trường thì ở nhà chung cư, không nuôi chó mèo, bố không hút thuốc lá, thuốc lào. Tiền sử thì gia đình thì bố mẹ, ông bà nội ngoại, không ai có tiền sử viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa hay là dị ứng thức ăn. Để khám bệnh, khám lúc vào viện 21 giờ ngày 50 ngày 5/2 thì trẻ không sốt, thở nhanh 52 lần trên phút, gắng sức vừa, FPO2 90%, không có oxy, có oxy là 98%, phổi thông khí đều, nghe nhiều ran rít, ran ẩm hai bên, tim đều mạch rõ, tần số 148 chu kỳ trên phút, refill nhỏ hơn 2 giây, kích thích. Trẻ xử lý ở khoa cấp cứu được thở oxy, cho khi dùng Ventolin và Pulmicort, tiêm kháng sinh Cefotaxim. Thì sau khi dùng thì trẻ tự thở, không thở oxy, FPO2 90%, còn thở nhanh nhưng mà đỡ thở, dấu hiệu gắng sức có giảm. Thì phổi thông khí hai bên đều, nghe ran rít, vẫn còn ran rít, ran ngáy hai bên. Thì khám lâm sàng lúc em khám lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua. Về toàn thân thì trẻ nặng 23 cân, chiều cao 110 cm, BMI 19, tỉnh da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giác không to, hạch ngoại vi không sờ thấy. Về cơ quan hô hấp thì lồng ngực cân đối, di động thêm nhịp thở, hôm qua còn thở nhanh, nhịp thở 41 lần phút, không có kéo cơ hô hấp phổi, FPO2 95%, không thở oxy, phổi thông khí hai bên đều rõ, nghe ít ran ẩm, ran ngáy hai bên. Về các cơ quan khác thì chưa phát hiện gì đặc biệt ạ. Em tóm tắt bệnh án, trẻ nam 37 tháng vào viện thì ho khò khè khó thở, diễn biến cấp tính ngày thứ 2. Thì tiền sử khò khè hai đợt phải nhập viện, khò khè lần đầu lúc hơn 3 tuổi, mắc adenovirus điều trị 7 ngày sau nhiễm, trẻ hết hoàn toàn khò khè. Qua thăm khám và hỏi bệnh phát hiện các hội chứng và triệu chứng sau. Về hội chứng suy hô hấp thì trẻ có thở nhanh, dấu hiệu thở gắng sức. SpO2 88-90%, hội chứng nhiễm trùng âm tính thì không có sốt, không có môi khô lưỡi bẩn, hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp thì có nghe phổi, nghe ran rít, ran ngáy hai bên, ho khò khè tái đi tái lại. Bệnh nhân có đáp ứng với thuốc giãn phế quản, béo phì độ 1, cân nặng lớn hơn dương 2 SD. Thì chẩn đoán sơ bộ của chúng em là theo dõi cơn hen mức độ trung bình, có biến chứng suy hô hấp ạ. Hôm nay là phải xuất học, cho nên là các em học về bảo đảm cơ bản của mình em, bởi vì câu hỏi sẽ hơi khó một chút so với bình thường. Bây giờ bệnh nhân này coi như là em nghĩ là hen phế quản đi, và em thấy không, vì em nghĩ là hen phế quản cho nên hỏi rất là kỹ tiền sử thì cứ ngô mẹ bản thân bình thường em nghĩ là viêm phổi, các bạn hỏi nhau thế tạm rất là kỹ, thế nào là cháu từ thế nào, rồi bên nội thế nào, bên ngoại thế nào, rồi chàm thế nào, bình thường bệnh nhân mà có hô hấp thì có hỏi câu hỏi gì không, có hô hấp bình thường ấy, cháu vào ho sốt vào khè có hỏi câu hỏi thế không, hay là vì mình nghĩ rằng đây nó là hen phế quản, mình hỏi rất kỹ tiền sử đấy đấy, là em phải hiểu, bởi vì mình bắt chứng bối cảnh không phải mình ở phòng khám mà người ta đã chẩn đoán rồi. Thế nhưng câu chuyện là chẩn đoán này có đúng hay không đúng, cái khó nhất là mình phải ở ý kiến của mình, chứ không phải cái là bệnh nhân này bây giờ quay lại sai đầu tiên, tại sao các bạn ở đây, bởi vì chúng ta đọc chẩn đoán đúng
thì chúng ta sẽ lần dừng tất cả các xét nghiệm lại, chúng ta thảo luận từ cái slide đầu tiên thôi, quay lại slide đầu tiên luôn. Cái gì sẽ ủng hộ mình, cái gì sẽ ủng hộ mình, chúng ta đi tận dự mở cái tập tiếp ngay từ đầu vòng nữa. Đầu tiên dọn nào, đọc cái slide này có cái gì ấn tượng cho các bạn, các bạn sao để học ấn tượng gì mà sao để học cái slide này? Bệnh nhân nhập viện nửa đêm ạ. Vào bệnh đêm. Nhân nửa đêm, bệnh nhân nhập viện lúc 9 giờ tối mà. 9 giờ tối. À, 9 giờ tối không phải nửa đêm. Là cái ấn tượng gì slide này? Tháng tuổi. Khi các bạn học nhi khoa. Là 7 tháng. Đúng rồi. Thì bệnh nhân đến lứa tuổi nào với bệnh bạn nhập gì? Ví dụ, bệnh hô hấp của đứa trẻ 7 tuổi. Tôi cảm thấy ho khó thở. Đứa trẻ 7 tuổi. Và thêm một vòng hô hấp này, đây một loạt đơn nguyên 1 đến 2 đến 3. Và tôi bị hô hấp là bệnh nhân gì? Chủ yếu là bệnh nhân bế trên tay phổi. Chủ yếu là bệnh nhân bế trên tay phổi. Bé. Ý nói là chủ yếu trẻ dưới 2 tuổi. 1 2 trẻ càng nhỏ nặng. Đấy là tất chung như thế. Trẻ này là trẻ 3 tuổi rồi. Các bạn chương trình IMCA nhớ không ạ? Vâng ạ. Chương trình dạy nào? Trẻ dưới 5 tuổi. Nhớ không? Nhưng mà bệnh nhân nặng chủ yếu là để như xem nhóm sơ sinh, nhóm dưới 1 tháng. Trẻ này 3 tuổi thì nó sẽ có 2 khả năng. Nếu đây lần đầu chuyện lại khác. Còn cái cậu bạn này thì 3 tuổi thật nhưng mà từ bé rồi bị bệnh suốt thì câu chuyện đó là vẫn là diễn biến từ bé đến giờ. Đúng chưa? Cái sai của mình là vì bình thường là này sau 2 tuổi nó sẽ đỡ bệnh đi. Từ bé tới 4 suốt nhưng mà đến 3 tuổi đỡ dần, 4 tuổi đỡ dần, đến 5, 6 tuổi tới nhau không bị bệnh nữa. Đấy là logic bình thường của đứa trẻ. Đứa trẻ nói chung. Nhưng cụ thể đứa trẻ này 3 tuổi vào phòng viện. Tôi không nói chuyện. Tại sao lại nói chuyện vào 21 giờ? 21 giờ điều gì bạn hiểu gì không phải 21 giờ nên bạn vừa trả lời 21 giờ vào viện. Tức là nó phải nặng và có cấp cứu thì nó mới phải vào viện nửa đêm. Đêm đêm về đêm sáng sáng. Về lý thuyết đã vào viện 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng. Đấy là về lý thuyết. Nếu thế thì cơn đêm này sẽ xảy ra khoảng 8 giờ tối gì đấy, vào viện 9 giờ tối. Nó giống bình thường không các bạn? Thế là sự hai lý do. Một, nó xảy ra đêm qua nhưng bố mẹ tự xử trí được. Hoặc là bố mẹ đi làm về, không bây giờ mới đi khám. Tức là bản thân 21 giờ nó quan trọng rồi nhưng mà có khi nó có thể từ trước bây giờ mới đi khám. Hay là thực sự có thể nó xảy ra vào thời điểm này. Và nếu thời điểm này cũng không có nghe kế hoạch không? Đấy không phải mình phải đầu thì nghĩ thế thôi. Mình chưa nói cả những cái slide đầu tiên mà phải cảm nhận là à, nếu viêm phổi bao giờ nặng được, tiện là tôi vào viện, và tôi nặng quá tôi vào viện. Nhưng nếu nó lại mắc đến cái là hen phế quản thì xem cái giờ bảo vệ nó phù hợp không? Mình hay nói là nửa đêm về sáng, 21 giờ nó phải nửa đêm, nó phải về sáng. 21 giờ chưa phải là lần đấy. Chưa kể là bị ở nhà trước đấy rồi chứ. Cơn xảy ra nửa đêm về sáng. Có nhiều cách bảo vệ, có thể bảo vệ ngay lập tức. Bởi vì tôi không xử lý khó thở, 4 giờ về bảo vệ, 5 giờ đấy. Nhưng có bệnh nhân ở nhà có bệnh chung, nó xịt chỉ giá, nó khí dung cha, nó ngủ 8 giờ sáng xong về bệnh viện. Nhưng thực chất cơn xảy ra lúc 2, 3 giờ sáng. Vậy thì cái 21 giờ này, nhưng mà tạm nãy ấy, là mấy tiếng trước khi vào viện, 2 ngày khi vào viện hay mấy tiếng trước khi vào viện, hiểu không nhỉ? Tức là mỗi cái slide nó chỉ bị cái thông tin gì đấy, có cái chuyện bố nó thế nào cả, mà nó thêm một chuyện là giới tính nam, bệnh lý hô hấp hay gặp tính nam thế nữ, bệnh lý hô hấp, đấy là câu hỏi rất là tất cả viêm phế quản, phổi, hen phế quản tỷ lệ nam trên nữ đều thứ 2 trên 1, nam hay gặp trên nữ. Nhưng nữ bệnh thường nặng hơn nam. Tất nhiên tôi không phải nói, tôi nói nghĩa là bệnh nhân này hay gặp. Không phải như thế, ý mình nói là à mình biết. Nó sẽ có hai vấn đề. Một là giới tính mình đang mất tình cảm. Tức là bản thân lại phòng tự khái bệnh này. Có thể nam nhiều hơn nữ. Các bạn tập cái phản xạ bao nhiêu tuổi, giới nhiều. Thế nhưng mà bệnh phòng nhìn này, phòng này 10 bệnh nhân, 8 bệnh nhân nam nhỉ. Tức là bạn sẽ tìm, nó có cái đầu mình có cái tổng quan chung về bệnh phòng cả. Đừng có nhìn một bệnh nhân bởi vì sao? Hôm nay lại sốt. Thông tin nó khám được cơ lại cũng sốt luôn, mà chưa có dịch rồi. Tin nó khám lại một nữa cũng sốt luôn. Tức mình nhìn cái tổng thể chứ. Mình nhìn cụ thể vào cái bệnh cảnh này. Nó không nằm trong bệnh cảnh. Ví dụ, à, hôm nay thay đổi tiết mưa phùn cái. Một lô 5-6 tuổi của viện. Tất nhiên cứ mình phải nhìn cái tổng quan trước. Rồi mình mới nhìn cá thể hóa. Chứ mình đừng bọc vào bệnh nhân này. Thông tin nó bệnh nhân giống như thế này. Cô ví dụ thế, nhưng mà 6 tuổi lại bảo người khác. Thông tin nó cũng giống như thế này, nhưng 3 tuổi có khi nó cùng một đợt bệnh giống nhau, cùng thay đổi thời tiết. Để mình nhìn nó thử nó thế nào, hoặc thậm chí cùng đứa trẻ này lên thẳng. Đúng chưa? Như vậy một cái slide nó thông tin rất nhiều thông tin với mình. À, đứa trẻ 3 tuổi, vào viện lúc chiều, tối. Nhưng vấn đề là bệnh ngày thứ mấy của bệnh. Bác sĩ cũng quan tâm là cấp hay nó mãn rồi.
hoặc là nó đã xử trí gì ở nhà chưa. Đấy, quốc gia rất đơn giản, nhìn rất nhiều thông tin. Slide tiếp theo. Đấy, lý do mà bị là ho khò khè khó thở. Và với lý do này thì nghe rất xuôi vì em. Đấy, khò khè khó thở. Bởi vì sao? Bởi vì là nào? Bởi vì đứa trẻ có dấu hiệu gì nổi bật đây? Nổi bật trong bạn thì phải định hướng cái gì? Ho, định hướng cái gì nào? Ho. Là nếu trên đầu phải tôi bị ho. Ho thì tôi không biết. Không ạ. Những lý do nào ho thì ho. Ho kéo ra dài. Ho ra máu. Đúng không nhỉ? Ho ra máu. Ho dài dẳng. Đường thở. Sắc sụa tiếng tái và bình ngách. Chả có biết ho gì cả. Ho kéo dài. Nhưng mà ho kéo dài thì nó không cứu. Cũng vào khám. Rồi già của gia đình có điều kiện là nó hằng giờ rộng cái dãi đi vào viện. Tức là ho dài thì cháu vẫn ăn vẫn chơi bình thường. Cái chữ ho đúng là đến đỉnh đích khô là bệnh lý hô hấp nhiều hơn. Chứ không phải lý do nhập viện. Cái ho này chưa nói lên cái gì gọi là đặc biệt cả. Nhưng khò khè khó thở thường là lý do vào viện. Mà trẻ 3 tuổi thì chữ nó rõ rồi. Nó trẻ nào trẻ 3 tuổi thì khò khè khó thở. Thế thì chữ khò khè nghĩ gì? Nếu khò khè có đích khô cái gì? Cái đường hấp dưới ạ. Khò khè hấp dưới đúng. Thế nhưng đây là khò khè bố mẹ kể. Chứ không phải là chúng vâng, ta khám ra vâng, vâng. Và cái thời điểm nhất đến mình có còn khò khè hay không? Và nếu cái khò khè thì giúp cái gì nữa? Khò khè là cái gì? Và thức khò khè là cái dấu hiệu của đâu, của vị trí nào? Khò khè là cái gì ạ? Tiểu phế quản. Tiểu phế quản. Cái lứa tuổi. Phế quản ở vị trí nào? Phế lứa tuổi này. Bạn đang nói hen phế quản, thế hen phế quản ở vị trí nào bây giờ? Là đường thở lớn. Phế quản đó. Không ạ. Phế quản. Thế mà giờ em bảo kho khe là của tiểu phế quản. Kho khe là hẹp của đường dẫn khí dưới. Dẫn khí dưới. Do bất cứ nguyên nhân gì. Ví dụ, hen phế quản kho khe gì? Thế hen kho khe là do gì? Do thắt, có thắt cơ rất săn. Phù nề, biết tắc đường thở, có đơn giãn. Như vậy là khò, khò khè là gì? Co thắt, phù nề, viêm, xuất tiết, chèn ép từ ngoài vào. Hạch lao, hạch trung thận, rồi cái này, dị dạng thì cái đấy đều khò khè hết. Bất cứ cái gì. Nhưng khi em đã có sự khò khè, thì câu chuyện là cái vị trí tổn thương ở đây là đường vận khí. Nó sẽ khác với nhu mô phổi. Nhu mô phổi khó khè không? Tổn thương phế nang khó khè không? Nào tổn thương viêm là do là của phế nang. Xuất rất nhiều gì? Nó khó khè không? Không. Phế nang? Chắc phải khí đây. Không khó khè chứ nghe dân tài sẽ có gan nổ. Thường cũng khó khè. Trừ viêm kẽ. Các viêm phổi giống adenovirus, viêm phổi giống COVID. Còn thông thường, tất nhiên phải ví dụ như phổi nhiễm khuẩn thường sốc huyết dịch nó lại không khó. Như vậy khò khè là giúp ta định khu là tổn thương khả năng chủ yếu là đường dẫn khí dưới, nhận chính chưa? Đấy, tức là khi đấy là mình khẳng định đúng. Chứ mà nó còn khám bảo, ôi trời ơi, không phải khò khè đâu, nên mình nói thế, không phải khò khè đâu, thì nó lại khác. Vấn đề là bệnh nhân khò khè là ok, quan trọng. Nhưng vấn đề là mình nhận định lại đúng bệnh nhân khò khè. Đấy là câu chuyện thứ hai. Thứ ba, khó thở. Làm sao biết khó thở? Bây giờ bạn đứa cháu khó thở nhiều lắm. Con ta 3 tuổi. Bố mẹ thì khó thở hay đứa trẻ khó thở? Và làm sao biết đứa khó thở? Bạn này nói mệt. Nói mệt là mệt, không mệt mà khó thở. Nói mệt với cả nó ngắt quãng. Nói mệt không? Không mẹ không. Mẹ bạn này thấy bạn này thở nhanh, thở gắng sức. Bố mẹ thấy nó thở gấp hơn bình thường. Rồi nó mệt. Cho đấy để nói mà phều phà phanh câu thì nặng quá rồi. Bố mẹ thấy là không chơi nữa, rồi phải ngồi để thở, rồi là khó nằm, rồi quấy khóc bắt bế, tức là đứng thì dễ thở hơn ngồi đúng không ạ? À, mình thì thấy gấp hồn hề mà chưa, bố mẹ nhìn nó thở hồn hề, bố mẹ có đến thở đâu? Chưa đến cả, chắc chắn là bố mẹ chẳng đến, bây giờ chẳng đến là bố mẹ đến. Và cái khó thở đấy, nó cũng chẳng định khu là bị cả chính nào cả. Nó cũng chẳng bảo đây là phổi, nó chẳng bảo đây là phế quản, nó chẳng gì cả. Thế nhưng mà vấn đề là khi nó đến viện với mình khó thở hay không, điều hiện là nếu mà mình không lý thuyết ấy, là kiểu là kích thích quấy khóc là ly bì khó đánh thức, tất nhiên trẻ nó chẳng sao cả, cái gì ít chơi bình thường, nó ngồi nó không muốn nói, nó ngồi nó nhìn nó thở ơ và nó thở rất bình thường.
nhìn vậy các bạn phải nhìn tình trạng của bệnh nào, slide tiếp theo xem thử làm thế nào. À như vậy bệnh đã xuất hiện 2 ngày nay và bệnh nhân đến là ngày thứ 2 của bệnh. Ngày thứ 2 là này nhé, để từ từ một chút. Bệnh nhân đến khoảng 21 giờ đêm của ngày mùng 5. Vậy thì bệnh ngày mùng 4 cũng là 2 ngày. Hay bệnh nhân là từ mùng 3 2 ngày. Từ mùng 4 đấy. Mùng 4 sáng mùng 4. Như vậy là từ sáng mùng 4. Sáng mùng 4 nhé. Các bạn nhớ không nào? Xuất hiện ho khan chảy nước trong không sốt. Có dấu hiệu sốt cái gì không? Ho khan chảy nước trong không sốt. Nào, đấy, khởi phát bệnh nhân ho khan chảy xong không sốt. Và nếu ho khan ấy, có thế nào? Có vấn đề gì không ạ? Ho khan chảy xong sốt có thể là dấu hiệu của những virus chúng ta gọi là hội chứng viêm lòng trên gồm có viêm và lòng ra. Viêm và lòng, viêm là sao? Ho, ngứa. Và lòng ra chúng ta viêm mũi, chúng ta sốt tiết dịch. Chúng ta ho khọc. Đầu tiên là ho khan, xong rồi chúng ta được xếp tiết dịch, chúng ta bắt đầu khạc đồng ra ngoài. Nó không sốt. Hoặc sốt nhẹ, đấy là chuyện bình thường, đúng không ạ? Thế thì 2 ngày như vậy, ho tăng dần, ho nặng tiếng. Và đây là đêm trẻ khò khè, nhưng cháu, như đây là giờ đêm nhé. Đêm nghĩa là gì? 12 giờ đêm, 1 giờ sáng đúng không? Thế đêm là 9 giờ tối. Khoảng 8-9 giờ tối. À đấy, câu chuyện rất là mập mờ thế này. Vì tôi hiểu đêm nghĩa là các bạn có hiểu như tôi là nửa đêm về sáng không, là đêm là kiểu 7, 8, 10, 12 giờ không, chứ ai hiểu là 8 giờ tối là đêm đúng chưa? Và như vậy là ngày đầu tiên mình muốn bệnh nhân có triệu gì đúng không, và bệnh nhân này là lần xuất hiện một cái bị luôn, tức là 8 giờ tối bị, 9 giờ tối bị luôn, đúng không? Nó hiểu không, bài toán này là như thế đúng không, có như thế không? À nha, ho nặng tiếng có phải là kiểu nghe từ quản không? Không. Nó ho nặng tiếng. Ho nặng tiếng là điểm viêm phổi không? Có thể. Có thể là viêm phổi thường. Nó ho nặng tiếng là điểm của đâu nào? Các cái đường hấp. Viêm thanh quản. Nặng tiếng. Cho nên mình viết cái từ là bệnh nhân ho nhiều, ho cơn dài, ok. Nhưng ho nặng tiếng, nghĩa là nó mất dần. Tôi là nó hơi khàn tiếng, số từ đếp này. Mất tiếng dần. Đấy. Thì nó là từ thanh quản hơn. Tới đêm trẻ ho nhiều, thực ra là về tối trẻ ho nhiều, về tới đêm trẻ ho nhiều. Câu chuyện này là hơi lập lờ đấy, đánh lật con như kiểu là đấy, mình bắt mình nghe nên cứ biết là nửa đêm về sáng ai hiểu điều. Nhưng mà khi phân tích ra là có vấn đề ngay. Ho nặng tiếng và nhé, các bạn nhìn thấy không ạ? Trước đấy có khó khăn đâu, giờ lại khó khăn nhiều. Đây là ho ho tăng dần nhé, phải nhân ho khan nhé, chưa thấy khó khăn đâu cả, tự nhiên là nó khó khăn nhiều. Tức là đục một phát khó khăn luôn. Bởi vì là khi em có nhìn em để ý này, khi em lên cầu thang của giống này, không có thang máy, em chạy được một thời gian, đã bạn đang ngồi thở khó khè, em tức bạn ngồi thở hồn hển rồi, bạn dừng lại. Đây như thế, bệnh nhân khi ho nặng, ho một hồi sẽ co thắt, hơi khó khè từ địa điểm đấy. Cái khó khè này nó xuất hiện, chứ không phải là đang ngủ yên, mình vẫn đang dựa lên để sáng ngủ cơn hen, xong tôi vùng dậy bắt đầu là tôi khó thở khó khè, tôi đang yên nắng. Còn đây là do tôi ho một lúc dài nặng tiếng, rồi tôi lên cơn khó thở, nhưng tôi chạy ngang sức ấy, xong tôi ngồi nửa tiếng sau tôi. Có thể thấy không? Khó thở, gắng thở, gắng sức, nói ngắt quãng, kích thích quấy khóc, có nôn một lần, mệt mỏi, không sốt, không tim, không có tim. Đấy. Bạn thấy không? Tức là cái triệu chứng nổi trội của mình vẫn là triệu chứng hô hấp, ho, khó khè, khó thở. Và bạn nói rằng là trẻ kích thích quấy khóc, khi ho nhiều thì gắng thở nôn. Một đứa trẻ là cái cùng cùng cái phản xạ cùng hầu học là có cái receptor của ho và cái receptor của nôn. Đấy là phản xạ bảo vệ cơ thể. Ho là phản xạ gì nhỉ? Là bảo vệ để tống các cái dịch vật. Và khi tống thì nôn ho cái gì tống các cái ra ngoài. Cho nên nó là bảo vệ thôi. Em ho càng nhiều sẽ nôn. Chuyện rất bình thường mà nôn một lần không là cái gì cả. Và các bạn sẽ biết là đặc điểm của nôn sau bệnh lý hô hấp của trong viêm phế quản phổi sẽ khác gì trong bệnh lý đường dẫn khí. Đấy là câu chuyện ho trong viêm tiểu phế quản hay phế quản khác gì ho trong viêm quản phổi. Các bạn phải nhìn khi là mình hỏi sẽ biết được cái chuyện như thế dần quen được bạn, chứ không phải ho nó là ho, có thể là có thể đúng, có cái có thể nhưng mà khác nhau và nó phải logic. Ho tôi ho càng nhiều tôi sẽ càng khó thật, tôi khó thở. Và tức là gì? Chẳng được gì cả gì cả. Chúng ta chẳng được chuyện gì đâu. Tại vì mình bị luôn, vì tôi là nhất là cần.
Thứ hai là trước đây nó từng bị tương tự ví dụ thế hoặc là biết rồi hay là không thì có nếu mà chưa tôi biết thì có cái tôi mày ví dụ ở nhà tôi có thuốc xịt ở nhà ví dụ thế bệnh nhân này không điều trị gì cả hay có điều trị rồi thì đó bệnh nhân đang bình thường nhé ố cứ nặng lên có thể tôi bị dị tật tôi bị dị ra có gì cái gì mà tôi thở tự nhiên tôi sặc sụa dưới ho khó thở tôi đến tôi bệnh viện cấp chín rồi thôi vừa ăn cơm xong ai cấm ai chứng kiến được bệnh sổ sẽ xuất nhập đâu đúng chưa và rõ ràng tả tốc độ của rất ngắn tức là bạn tả là nhưng ngày hôm trước bình thường này tức là chỉ có ho sốt chảy mũi khó khăn tự dưng buổi tối tới đêm bệnh nhân ho nhiều nên khó thở được tôi nhìn thấy gì không biết sao đấy cơ là xảy ra lúc 9 giờ tối 8 giờ tối nhỉ 8 giờ tối 9 giờ tối đến bệnh viện mà đấy bạn nghĩ là xem nếu mà tôi mà lý luận sốt chả sốt gì cả chả thấy bệnh nhân chung những tiếp gì cả tôi nhìn thấy gì mà đừng thở ấy chứ chúng ta khách quan chúng ta đừng có ép là bệnh phòng bảo hay đó bạn hay còn tôi rất mạo phạm rồi tôi tất cả các bạn đổi đồ suy nghĩ là rất mà tôi nói thật là bệnh nhân này không dùng cái việc quản lý nào cả. Đấy, các anh chị, cái quan trọng anh chị là nhận ra vấn đề và đừng nghĩ rằng cứ khoa phòng biết ra, cô Thúy biết ra là phải đúng, không chắc chắn là đúng. Vấn đề là đừng lập luận để quản lý đúng nào sẽ là bạn là phản bác lại chị như tôi nói không? Mà không em thấy này được thì không em vẫn thế nào thế kia không? Hay là chỉ một chiều tức là cô nói là các bạn vẫn như thế? Các bạn biết không? Các bạn xem bệnh nhân rồi, các bạn biết tôi là người ngồi, các bạn đưa thông tin gì tôi nói đến, tôi lập luận theo cái các bạn đưa ra. Nó sẽ có những cái thay thế nó không ổn. Thấy chưa? Tiếp. Tiền sử sản khoa nhé, tiền sử sản kệ đó không vấn đề gì, nó không có đẻ non cả biết rồi. Mình chỉ quan tâm đến tiền sử đẻ non thôi, vì đẻ non nó có thở oxy, nó có khó khăn, không có, quan tiền sử sản khoa là bước không có vấn đề gì hết. Bệnh tật thì khó khăn hai đời phải nhập viện. Lần đầu lúc 3 tuổi nào thông tin này có gì mà sao lại xuất hiện muộn xuất hiện muộn ạ đúng rồi nó xuất hiện muộn là để các bạn thì các bạn đọc thấy cái là cái gì cái những khó khè nó tức là ý các bạn nói là gì đến nhiều hen đó bởi vì là chung một viên thường cái khoản ra đấy là kỹ thuật tốt nhưng lại đấy là tốt nhá nhưng lại công việc thì hai lần khó khè thì nó là gì hai lần thì nhập viện viêm phổi ạ nhập viện nhất là viêm phế quản phổi viêm phế quản phổi đúng không ba tuổi viêm phế đấy hai lần nhập viện khó khai lại chẩn đoán viêm phế quản phổi mà lần đầu lúc ba tuổi mà viêm phổi mô la trên bạn biết là còn vào viện nhé bệnh nhân còn nhập viện chứ không phải bệnh nhân chỉ điều trị ngoại trú nhé nó viêm phổi viêm phổi mô la xê ra dương tính một lần và HI một lần ạ mắc covid cách đây một năm nào covid gây viêm phổi hay gây viêm đường dược khí. Lúc này được nghe cô giảng cái bài về tổn thương năm ngoái, chưa có một quá trước được nghe giảng cái bài đấy không nhỉ? Tổn thương mô phổi ở tổn thương của sau những covid nhỉ? Không thấy hội thảo CME chưa trước quá trước được nghe nhỉ? Ở hội trường dưới kia quên rồi đúng không? Nào tôi có sự khoảng câu thôi. Covid gây tổn thương xương dẫn khí tổn thương mô không? Ai câu hỏi cho tâm rằng nào ai trả lời được trả lời đến thăm phổi nhu mô phổi đúng không? Covid gây phòng cài không? Không. Tại thời điểm do sao? Kẽ. Do tổn thương kẽ. Thì cô mà ngoài không có dạy một cái chuyện là tại sao covid lại tổn thương kẽ? Thứ nhất là tắc mạch. Thứ hai là tổn viêm. Gây tăng sơ hóa cũng có giảm phải sang siêu vi và hiệu quả của mông tiêu dương khác như thế nào đánh được câu gì cũng như cũng có giảm được cái không đấy không đấy cô đã giảm rất kỹ là nó khó khăn và các bạn thấy không ạ bệnh nhân này tháng 3 năm 2022 là 30 tháng bây giờ 37 tháng thì tháng 3 năm ngoái là trừ được khoảng 8 tháng đúng chưa ạ là 30 tháng 29 30 tháng 29 tháng thế mà khó cái hai đợt nhập viện lúc 3 tuổi nghĩa là 36 tháng nghĩa là theo thứ tự thì covid được trước được. Xong đến hai đợt khó khè xong đến covid cách đây 5 tháng tức là covid và covid trước rồi xong đến adeno xong đến hai đợt khó khè đúng rồi thứ tự là thế chứ đúng không chúng ta sẽ xong phải nhìn ra như vậy khởi phát là ông covid nhận chị chưa là ông covid rồi lúc có hai đến tám chín tháng đấy đi giúp thế
xong đến lúc cách đây 5 tháng là lúc 31 tháng thì đến được ông adeno, rồi sau adeno thì có hai đợt hai đợt phổi, đúng rồi, nhất định chưa, đúng rồi. Như vậy là có phải cái ông covid này là khởi phát mọi chuyện không? Vậy thì ta sang bài toán, bởi vì covid lại tổn thương cơ bản là kẽ phổi chứ không phải là phế quản, ta đi hen chúng ta có nói phế quản lớn, không chỉ nhau chứ nhỉ? Có ai cảm thấy lại vô phổi không? Em đến thoải mái nhé, chúng ta cùng chia sẻ. Vì chính em giờ tờ này là các bạn đã tưởng là ai mới khó khăn từ bé, xong rồi lấy covid, xong rồi nói nhưng mà lại quay ngược lại là cái khởi đầu là covid, covid là thời điểm gần 3 tuổi, 2 tuổi rưỡi gì đấy, 2 tuổi đúng chưa? Xong rồi sau đó là adeno, rồi sau đó là những vi khuẩn nữa. Vì cô mới nói là gì? Chính covid nó đảo lại tăng khởi thêm tăng bội tăng bội. Adeno virus cũng giúp rửa kẽ, đúng chưa? Và trên khởi kẽ đấy chúng ta mới viêm phổi, chúng ta viêm phổi non, chúng ta viêm phổi khuẩn, rửa kẽ thì nó còn viêm khuẩn. Và chúng ta sẽ tổn thương phổi sau. Như vậy sau dịch covid thì có một câu rất quan trọng trong tiền sử là cháu đã từng nhiễm covid chưa, hoặc sống trong gia đình bố mẹ thì nhà em thì bố mẹ test còn cháu không test, tại vì đương nhiên con 2-3 tháng nó chẳng cách được gì, chẳng cháu một mũi nào, nhưng mà nó đã sống bố mẹ nhiễm covid, ví dụ thế. Và tất cả khó khăn chúng ta có một bệnh mới là khó khăn trong bệnh covid, tất cả chúng ta làm rồi. Nên là để con đi có đặt cho cô một cái bài là viết hộ báo cáo về tình trạng viêm, tình trạng nặng, đáp ứng viêm của tình trạng các bệnh nặng sau được covid. Đấy, tức là ta thấy là sau được covid các bệnh đáp ứng viêm nó bất thường hơn bình thường. Bình thường dưới 3 tuổi là ổn hết rồi, là trẻ 6 tuổi là đi học rồi, không có biết rồi thì ho nó cũng không phải gì học cả. Nhưng mà sau được covid nó rất bất thường. Các bạn có thấy được rồi? Cơm thì như cô nói đúng không? Xảy ra không phải ở đêm về sáng đúng chưa? Đúng. Tiền sử gia đình chẳng ai dị ứng cả. Khi có đọc cả cái feeling của con thì có vấn đề, vì sao? Vì hen dị ứng 90% có tiền sử gia đình dị ứng và khởi phát trước 5 tuổi. Bệnh nhân này khởi phát trước 5 tuổi, triệu chứng như thế nó chả giống gì cả. Rồi tí nữa tôi nói chuyện là đáp ứng rất giật phế quản, hay là các bạn bảo đáp ứng tôi chẳng đáp ứng gì đâu, thì tôi bị chỉ cho bạn xem. SCA 90 vẫn chỉ 90. Cái gì cô nói thì bạn cứ nhưng mà lúc mà làm ngay bạn nói trái với gì cả bình thường, đúng không? Ngay cái sắp xếp của bạn là nó khác. Nếu bạn sắp xếp là từ covid đến adeno, tôi đến viêm phổi, vi khuẩn và HI và sera thì các bạn nhìn khác. Nhưng bạn sắp xếp thế này các bạn tưởng là ôi hai đợt cộng lần này là ba, thế là hen. Nhưng mà tôi mới sắp xếp khác. Cùng câu chuyện là mình sắp xếp khác, nào người ta nhìn vấn đề khác này. Nhưng bởi vì cô thì quá quá kinh nghiệm, các bạn không nhìn tôi nhìn vấn đề ngay lập tức. Nên tôi nói là chẳng gì hen. Đấy, viêm phổi chính là cái kia, tức là anh đảo lại hai cái kia đúng không? Cô đây là tầng 1, ta ở tầng 1 phòng phòng 1 nhá. Đấy, hai đợt viêm phổi. Và các bạn biết không, lần nào vừa đứa trẻ 3 tuổi thì bé còn tầng bình thường, tầng viêm phổi nhập viện tất cứ bé rồi thôi. Tắc khỏe mạnh dưới 3 tuổi, tôi bệnh mạnh dưới 3 tuổi, tôi trẻ đẻ non làm sao cả. Bây giờ tôi cứ bệnh là nặng. Nhưng mà tôi có thể bất thường, tại sao sau 3 tuổi tôi chả tim bẩm sinh, tôi chả đáng ra là càng lớn thì những người tốt lên. Nó lại ngược lại. Thì như vậy cái thằng COVID, cái thằng mà khởi phát là mọi vấn đề, làm cho khả năng đề kháng của nó khác hẳn đi. Và sau đấy tôi cứ hỏi, chứ bình thường cũng đầy lần vì ho sốt thì cả bên các bạn đã trẻ phải vào viện. Và lần này các bố mẹ nó là cha cần kính đợi rồi bỏ viện luôn, có kinh nghiệm rồi, hai lần bỏ viện rồi đấy, chắc phải luôn. Lần thứ ba vào viện. Thế là đáng nặng, thấy chưa? Mà bị viêm phổi đấy chứ, phổi này ra làm đấy chứ, ai cãi nữa. Nào, lần nào bảo về viện mà nó nặng thở oxy, hen phế quản có hay phải thở oxy không? Rất ít khi, tại sao phế quản thở oxy? Vì sau khi khí dung xong đáp ứng thì bệnh nhân hết khó thở. Từ hen phế quản tại sao rất ít khi thở oxy? Nó khó thở thì thở ra chứ không khó thở thì thở ra. Không phải, bị thế, tất bình bình thế, làm sao hen phế quản nó dễ khi thở oxy? Tổn thương của nó là cái co thắt chứ không quyết định bảo cầu gì phế nang, cái phế nang ạ, cao đổi khí phế nang thôi. Hết cái quả tổn thương ở đâu, ở các cái phế quản khí. Nghĩa là nếu không khí vẫn đi qua được phế nang về vẫn được dẫn khí thì nó gì mới thở oxy, nó rất khó thở, nó thở rất nhiều nhưng nó thở được oxy, nó vẫn tạm được phế nang. Còn chỉ tổn thương nhu mô phổi thì tôi mới thở oxy, mà cái đứa này lần nào cũng như thế, chả lẽ lần nào nó cũng tổn thương rất là nặng. Thế thì nó chỉ có hai khả năng, một là hen rất là nặng và hai là tổn thương nó là tổn thương kẽ lần nào, chứ không phải tổn thương của đường dẫn khí. Chị em đi theo hen phế quản thở cò cử lên, bao oxy thấp mới là ví dụ bạn có hen.
có hiểu cái chuyện không nhỉ? Dạ vâng, dạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy tiền sử thì thường hay hay tự là vô mày ông bà ngoại các bệnh gì nó còn kể lại hết. Và là hơi chó nuôi mèo thì có dưỡng lá rồi cái gì cũng hoa cũng hiện rồi đất cũng hoa dạng thật thì không thể nào có sân nhà xuống đường đúng không? Tất cả những vấn đề gì đúng và tất cả cái này nó chả ủng hộ gì hết cả. Nếu nhìn vào cái tiền sử này đúng không nhỉ? Bởi vì hay gì đúng như nói là có tiền sử và khởi phát trước 5 tuổi. Chứ nó chắc là chị có tiền sử. Còn nếu như bây giờ đây này tôi chẳng sao cả đến 8 tuổi tôi chưa rơi hết thì câu chuyện là môi trường do ô nhiễm do độc tố do bụi mịn do các thứ ấy, thì nó khởi phát muộn với thời gian càng bộc lộ càng nhiều trên không khí thì đó là khởi phát muộn không có tiền sử gia đình. Chứ còn hen mà dị ứng mà khởi phát trước 5 tuổi là cả hen dị ứng chẳng có những tiền sử gì cả, cả đứa trẻ cũng có cũng em có, mình phải suy nghĩ là cẩn thận có phải hen hay không. Nhưng mà ở đây có mấy cái kỳ, thứ nhất trẻ lớn, thứ hai bệnh khởi phát sau COVID, thứ ba tất cả các triệu chứng đều khởi phát ngoài 2 tuổi rưỡi, tôi chọn 2 tuổi rưỡi và gì ạ, khởi phát đều do mình không biết đúng không ạ, và lần nào cũng ho khò khè diễn biến đều nặng cả 3 lần đều nặng, lần nào thở oxy cả quãng đều dạng lên cái bao tử xung quanh hoặc có dạng rồi chẳng biết chẳng bạn rồi sự là nặng, ngay cả viêm phổi cũng nặng như thế, viêm phổi nó cũng nói mà tôi sẽ phải thở oxy nào đúng không, lần nào cũng làm thở oxy sợ có sơ, các bạn biết oxy nó có ưu điểm nhược điểm gì không, ưu điểm của nó là mình dễ thở. Ở đây anh có oxy chưa? Chưa thử thở. Oxy rồi, tôi đẻ con tôi là khi mà chuyển dạng nặng là tinh thần nó sản xuất tôi thở tốt hơn là thở oxy. Mà thở oxy vô cùng thế, mình gặp cái lần lâu điểm tôi nghĩ là mình thường sẽ trả như thế. Nhưng mà với cái nồng độ oxy đấy thì cái phổi của mình nó thay đổi một chút, nó là giống như thằng thể đẻ non đấy. Nó làm cho tăng sơ lên, nó tăng khả năng để ra cái áp lực. Khi muốn đưa oxy vào phải nâng cái áp lực. Và cái phổi mình nó quay chịu áp lực khí trời. Ví dụ như áp lực 1-2 atmosphere. Thì khi oxy vào là 3-4, cái phổi nó thường chống lại cho nó tăng khả năng sơ hóa. Có những người như 28 ngày là trẻ đẻ non, nhưng có những người trẻ số 3 ngày là sơ hóa phổi. Càng thở oxy là nhiều, càng nguy cơ. Chứ không phải là thở oxy là hay ho thì đúng không? Không phải hay ho đâu. Thôi thở oxy, tôi thở khoảng 1-2 tiếng. Hai tiếng, tôi đẩy mình. Cái này phải dùng thế đâu. Nếu bảo cô nghe cô nói thì nó là tổn thương của kẽ rồi, nhưng không biết rồi. Thế sao nó lại bước nhanh thế? Thế thì mới bảo là phải chụp CT xem. Chụp CT thì xem có phải là kẽ hay không, hay là tại vì lúc mà chụp ứng khí nhiều quá mình cũng nhìn thấy kẽ đâu. Đúng rồi. Nào tiếp. Nào thì chạy vào viện nhé. Không sốt. Hen phế quản thường khi nào xuất hiện cơn hen sốt. Có làm gì hen phế quản? Ai biết gì hen không? Tôi người hen thật với tôi, chứ không phải ai đâu. Ai biết gì hen không? Chẳng ai biết. Yếu tố khởi phát. Vậy thì làm thế nào là tôi bị cơn hen phát? Có yếu tố khởi phát ạ. Yếu tố khởi phát. Yếu tố phát thường là gì? Virus. Thay đổi thời tiết và những virus khác nhau thì sao? Tôi hỏi bố mẹ là khi nào con nhà anh chị sẽ cơn hen? Và mẹ trả lời là con nhà em nó như cái máy đo thời tiết, hôm nay mà nó ho là ngày mai thời tiết thay đổi, ngày mai nó mưa. Đấy là người sẽ kể như thế. Nhưng là câu chuyện là thế này, tại sao cái máy thay đổi thời tiết nó liên quan đến cơn hen? Thay đổi thời tiết là thời điểm gì? Giao mùa, những lúc buổi giao mùa. Chả giao mùa thì hôm nay nó giữ mùa đông, chả giao gì cả. Đang từ mưa sang nắng lên chả giao, bây giờ thì hôm nay cả. Nó đang giữ mùa đông này. Các bạn học về hen phế quản gì vậy? Chưa. Rất nhiều rồi. Lớp 26. Dĩ nhiên là khi dạy lý thuyết nó sẽ khác cả lâm sàng. Người ta sẽ dạy là yếu tố khởi phát là gì? Hàng đầu của hen phế quản là gì? Virus. Bạn nhiễm rubella hay là bạn có bị lên cơn hen đâu, virus đúng không?
nhưng mà cụ thể nữa là cái gì đúng không, virus đúng không, cụ thể virus tại sao đấy? Cái rhino đấy nó nằm sẵn ở mũi rồi, và cái thời tiết thay đổi là thời điểm nó chuyển từ yếu tố không hoạt động sang hoạt động. Cho nên bố mẹ không thể biết virus hay không virus, bố mẹ chỉ biết là thay đổi tiết. Còn chúng ta thì chúng ta thấy là 80% nguyên nhân trẻ em và 60% nguyên nhân người lớn khởi phát là do virus đúng không? Mà cụ thể là rhino. Bởi vì sao? Rhino nó có sẵn. Còn cúm có thể phải nó có hen không? Có. Nó muốn nó cúm thì phải lây cho người khác sang, nhưng mà tự nhiên nó kính nó tất cả. Hôm nay 10 đứa bị hen thì có 8 đứa lên cơm đó. Vì 8 đứa nó có sẵn sẵn nó trong người. Chứ không phải 8 đứa tối nay nó cùng lây cúm, chứ có gì cúm cho lây hết nhá. Tối nay có cả tối dịch của RSV cho lây hết hay không? Lây hay không tùy từng vị trí. Nhưng cái virus rhino thì người bình thường chúng ta đây có đang 40% mang sẵn rồi, còn người hen phải khoảng 60% mang sẵn. Cho nên là tôi đã có sẵn rồi, nó tiềm nằm trong lòng chúng ta rồi, chỉ cần có thay đổi cái là chúng ta hoạt động ngay. Cho nên là bố mẹ sẽ quan sát là thay đổi tiết, còn chúng ta sẽ thấy là khởi phát. Ở đây có yếu tố gì khởi phát sớm không? Sốt không sốt, ho một tí, ho một tí chỗ mũi thôi. Đấy, chứ là không sốt, ý nói là cái yếu tố phát nó cũng hơi mơ hồ, nó cũng không giống lắm. Ý cô ấy nói trước đấy, các bạn phải nhìn thấy cái vấn đề nó là như thế. Nhìn vấn đề này, nào, bệnh nhân vào viện lúc 21:50 là bệnh nhân làm thủ tục khám kết vào viện. Nào, thở nhanh 52 lần phút ở một đứa trẻ 3 tuổi là nhanh. Thở nhanh rồi. Có thể thở nhanh chứ? Vâng, SpO2 nhưng thiếu cái gì? Có oxy hoặc không oxy? Không, không phải. Có tất nhiên là oxy rồi, thì không có. Thiếu cái gì ở phần kháng hô hấp này? Vội quá. SpO2 thiếu cái gì phần kháng này? Tinh thần ạ, tinh thần. Kích thích. Có giúp lõng lồng ngực không? Lõng lồng ngực. Thế đầu tiên nó phải là nhịp thở nhanh. Phải co kéo chỗ nào đây? Co kéo. Mà hen phế quản thì nó co kéo được không? Hen phế quản là chỗ nào? Kéo cơ họng ức. Thì họng nào? Họng ức ạ. Trên ức. Họng trên ức. Tiếp phổi họng dưới ức. Vậy thì co kéo chỗ nào thì có tả đâu. Trẻ dưới 2 tuổi chúng ta học là co kéo. Rõ ràng ngực. Nhưng trẻ trên 2 tuổi bây giờ là cả ngực bụng rồi, có kéo cơ lên sườn hay không, có kéo họng trên nước thì từng hen phế quản. Nhưng viêm phế quản phổi nó lại có kéo phía dưới cơ. Vì hen thì nó có kéo ở trên này, nó lớn này thì nó có trên nước. Rồi bả vai rút lên rút xuống, ở dưới này nó lại khác. Đúng chưa? Không ghi, tất nhiên bạn không phải lên vào viện, các bạn nhìn. Phổi, răng, rít, răng, có răng ẩm. Và về lý thuyết, có răng ẩm, chẳng nói biết về mặt phụ. Về lý thuyết nó như thế thì đúng không? Chúng ta xác định có răng ẩm. Tim đều, ở à, này là gẹp rộng, kích thích. Kích thích là phải đưa lên đầu tiên để hoàn toàn trạng. Đúng không ạ? Nhịp thở, SpO2, giúp lõng lồng ngực, giúp lõng cơ lên sườn, v.v.v. Phổi như thế này thông khí đều, phổi vẫn thông khí đều hai bên, chứ không có hiện tượng giảm thông khí. Ta khó thở trong viêm hen phế quản mà thông khí là bình thường, sao suy hô hấp được? Chỉ có giảm thông khí mới suy hô hấp được chứ. Mà như thông khí nhu mô vẫn đang bình thường, SpO2 nó giảm, thông khí đều mà nó vẫn giảm chứ là nhu mô chứ. Thế chỉ không không nhỉ? Còn mấy cái đường dẫn khí nó nhiều đường nó tắc đường thì mới không có không khí vào, đến đường vẫn thông. Nhưng mà giảm SpO2 thì chúng ta phải là nhu mô chứ. Nếu như biết là đúng như thế này, biết chỉ không không? Vì đây suy hô hấp mà, SpO2 chỉ nuôi không thể bảo chứng hợp được. Mà thì vấn đề rồi lại có là đồng hưởng giãn rộng hay không? Ví dụ thế, vì thở gấp như thế, SpO2 90 mà. Còn không có thể định mãn rồi, còn tôi thích đi quay 90 rồi. Chả có gì có kéo cả, bởi vì tôi lại thành thủy mãn, lại giống như kiểu là sẵn cái phần phổi gì đấy. Sơ khoảng thôi. Thế chị chưa? Thấy không? Thế nhá. Slide tiếp theo nào. Nào, và đương nhiên khó khẻ là ký dung. Cho nên tôi mới nói các bạn rồi. Có 3 thuốc, kháng sinh, corticoid, ký dùng, bệnh viện khỏi, viêm phổi khỏi, những việc các bạn không đúng được khỏi những kia đúng không? Đúng không? Có cái gì kháng sinh là chắc chắn là cho, cái này là kháng sinh cho đúng không? À, bảo hen phế quản cho kháng sinh. Dạ biết. Bây giờ tôi là bảo hiểm, tôi bảo, anh chỉ có hen phế quản này, sốt không sốt tại sao cho kháng sinh? Nào, lý luận với tôi bảo hiểm đây, tôi là sốt toán đây. Phải nói hen, thế chính nào? Tôi cho kháng sinh. Không rõ đúng không? Trường hợp đang trùng đâu? Không có. Không rõ. Không rõ nhiễm trùng. Không rõ nhiễm trùng. À, thế là sao đúng xin? Viêm phổi. À, thế viêm phổi thì chuẩn đoán viêm phổi. Viêm phổi thì sao tập trung? Này, là tôi là sốc toán, tôi là bảo hiểm, tôi là sẵn soi, tôi bảo
chưa kể có tiền con quý lắm. Sau này có tiền, lúc chắc đây chưa tiền. Chắc chắn, chắc chắn luôn. Nào, và sau khi dung thì vẫn SY thì dung là tự thẩm, sau khi dung vẫn tự thẩm, thì trước khi dung vẫn tự thẩm, thì nó tắt thẩm luôn rồi. Vẫn SY 90, còn thở nhanh, dấu hiệu cảm xúc giảm. Như tôi nói các bạn ấy, bạn là cho oxy vào là tự dưng người mình lân lân và mình sẽ chịu ngay. Và SY cũng thay đổi trước khi dung. Và nếu muốn đánh giá thật sự gọi là hiệu quả của đáp ứng hạ phế quản là làm như thế nào? Các bạn có bảo là thưa cô, bệnh nhân đáp ứng với thuốc hạ phế quản, nhưng mà nói cho tôi thế nào là đáp ứng hạ phế quản? Thì thật rất đơn giản. Thưa cô, bệnh nhân khí dung xong là bệnh nhân thấy dễ chịu, chơi ngoan, ăn tốt, thế là đáp ứng hạ phế quản. Bây giờ lúc nào sẽ đè tất cả các bạn ra khí dung một lần. Các bạn thử khí dung mà xem. Mình khí dung là sao? Phế quản nó giãn ra. Bình thường mình không có mắt đấy. Mình khí dung phế quản nó giãn ra. Đó. Và khi mình giãn ra sao? Oxy vào nhiều hơn đúng không? Mình dễ chịu, mình đánh trả làm sao cả, mình ví dụ mình cũng dễ chịu. Vâng, nữa là bây giờ đứa trẻ lại còn hơi có mắt nữa, tóc bây giờ nó ho nhiều khó mắt chứ, nó chả dễ chịu. SY nó bạn chứ nó chả thay đổi, tức là không khí nó không vào được nhiều hơn là nó vào, nhưng mà trao đổi chất thực thế thấy không? Chỗ này nó đặt như thế nào, nó đè ra. Thứ hai là lý thuyết của mình đã làm thế nào nhỉ? Phải ví dụ 3 lần mỗi lần cách nhau 20 phút và sau 1 lần đánh giá. Đây thì dùng mấy lần mà đánh giá? Chỉ khi dùng 1 lần sau. Đấy, hen thử thế, hen này, siêu hấp này. Tức là nặng không? Hen chưa có nên nặng không? Khi dùng mỗi lần, xong rồi như thế này. Cho 2 giờ sáng mới khi dùng lần nữa. Thì đúng rồi, chứ bạn kiểu mày có thở thì ta khí dung. Khí dung thì chẳng sinh nhé. À, chẳng sinh là ngày 3 lần. Khí dung ngày 3 lần. Cái chỗ đấy là cực kỳ vậy mà tôi thấy không vậy, như thế luôn rồi tôi bàn này. Về người ta khó thở là gì? Khó thở là khí dung. Không phải khó thở thôi chứ. Đằng này, tôi giảm khí dung 3 lần, tôi ra khí dung 3 lần, chẳng khó thở khí dung 3 lần. Thái sinh là thế, bởi vì nó là viêm, chẳng ra. Nhưng mà khi người ta khó thắt khí dung mới hết khó thắt thì thôi chứ đúng không? Đằng này, bảo khí dung 3 lần, ra viện trước khi ra viện chẳng khó thở khí dung 3 lần. Người ta cứ bảo khí dung ồ ạt ngày đầu thì tăng lần, 7 lần. Đã lúc nào có xin thuốc 3 lần liền đúng không? Sau đó 2 tiếng 1 lần, 4 tiếng 1 lần. Khi nào nó giảm 2 ngày, 3 ngày, thường các bạn sẽ cho ví dụ 15 ngày, mỗi ngày hay không? Tôi chỉ cho 3 ngày. Ồ à, trong 2-3 ngày nào sau đó cắt. Bởi vì sao nó giãn rồi? Thế biết nó không cần nó cho lại nữa. Lúc đấy nó có khi có ít được nhiều hơn, chứ không phải co thắt. Bởi vì Ventolin là lúc co thắt tại chỗ. Và nó hết trong 400 tiếng thôi. Hết là khỏi, chứ không phải là ra viện nó chẳng sao nữa. Nhưng mà cái viêm nó tồn tại như vậy, vấn đề corticoid sau hoạt động rất là đầu cấp tính là Ventolin. Sau duy trì đường thận là có thể đấy, cho nên ta gọi là khi ra viện vẫn dùng được 5 ngày mà. Đặt có đấy không? Chứ có ai bảo là ra viện dùng khoảng Ventolin 5 ngày đâu. Có ai như cậu đấy không? Nhớ thì quay đi chứ. Nhớ lại cho tất cả đúng không? Đấy, nhưng mà ở đây nhá, vào 90%. Sau khi dùng bệnh nhân dễ chịu hẳn, nhìn thở, nhìn thở và thông khí vấn đề về thế, SY 90 sẽ bảo là mỗi chả tinh. Chẳng hạn là 9 món, tôi cố là 90 chỉ món khác nhau, chẳng khác nhau gì. 90 chỉ thôi. Và đây có biết 89 tiếp được, chẳng sao cả. Mà đầy bệnh nhân khí dung xong còn có thể hơn thời gian. Vì nó có những hạng của vàng, thế thì nó khó khăn thế này. Không có số bệnh nhân như thế này chứ. Khí dung xong thì tái là gì chứ. Chứ này là nên không? Ở đây là ép nhau đáp ứng như chẳng là đây. Như vậy là sau mùng 5 thì mùng 6 một ngày, hơn một ngày đúng không? Thì bắt đầu sao? Bình thường. Cứ bỏ chuyện tiếng rắc cái gì đi nhá, tôi đã bảo. Này, đi mai 19 thì sao lại bà cáo phỉ nhỉ? Cô đang hỏi. Nó dưới 5 tuổi em tính theo cân nặng. Cân nặng theo tuổi. Không ạ, BMI thì không tính BMI ạ. À? Vâng. Ừ, không tính BMI. Nhưng mà ý là bình thường, giả sử lý thuyết cái BMI bao nhiêu để cáo phỉ? 20 theo tuổi ạ. Theo tuổi 25 ạ. Ừ, đi lớn nó lại tôi thấy là cao mà quy trình nó nghe nó kêu. Nên là cân nặng so theo tuổi là cộng 2 SD ạ. Cân nặng theo tuổi thì nó đúng rồi. Nhưng mà mình tự dưng mình tính mình cho như này thì số 19 là lại nó phải nó hơi hơi vô duyên. Thừa cân, bây giờ S2 tổng là thừa cân, ví dụ 23 cân 10 36 tháng thừa cân khoảng nhiêu? Có ạ, sau là có. Sau là đó là cộng 2 SD nó khoảng 21 cân nhỉ ạ. 21 cân. Vâng. Thừa 2 cân. Thừa 2 cân. Từ cộng 2 SD đến cộng 3 SD. Mà hơn thừa cân thì càng làm thì nó sẽ khó lắm. Tại sao cái đứa trẻ mà bụng bẫm này thì thường nó hay khó khè. Đứa trẻ bụng bẫm. Đứa trẻ bụng bẫm.
dễ chết hơn, dễ khó khè hơn. Bởi vì là cái đường dẫn khí nó không có lớp mỡ, mà đứa trẻ càng thừa cân lớp mới càng dày hơn, nó cứ hay bắn xong đứa trẻ phải bắn. Thế ba đứa trẻ nó bọng, đứa trẻ nó viêm đường phế quản dễ như hơn tử vong. Thế đứa trẻ gầy gầy thì chẳng sao cả, đứa trẻ càng bụng vẫn càng xinh xắn, mà nó lùn ra bố mẹ nó đã ngửa ra, mình cũng ngửa ra là cái tổn thương nó đắt ứng viêm hẳn, đắt ứng viêm nó mạnh hơn. Cái tổ chức mỡ này nó sẽ chứa hơn collagen, nhiều cá với collagen nhiều hơn, với collagen nhiều hơn, mà nó dày nó mỡ đấy, cho nên đứa trẻ thường béo phì, sử trí nó nặng hơn, khó hơn đứa trẻ khác rất nhiều. Cái đợt covid đấy, đứa trẻ càng béo phì càng nặng. Trẻ con mà bị covid là cứ béo phì là nguy cơ nó càng. Nhớ không đấy một cái nhanh thôi. Kiếp. Nào, tất cả bình thường hoa như tờ 5 đến 4 mấy nó xuống một lần 41 thì vẫn là hơi nhanh đúng không? Được. Nhưng mà có chấp nhận được. Không có kéo hô hấp, expiration chỉ nhau một lần, tất cả bình thường. Vẫn tăng đầm, có thể là ngày. Bệnh nhân này ngay từ vào viện đã tăng đầm. Và đến bây giờ vẫn tăng đầm. Đã chí chưa? Ngay từ vào viện này đầu tiên đã tăng đầm. Thế làm sao chúng ta đè, chúng ta bảo viêm phổi mà chúng ta bảo là hen bộ nhiễm gì đấy. Rõ ràng ngay từ vào viện nó là mà bây giờ vẫn tăng đầm. Đúng chưa? Và không thể nói là gian ẩm bảo là bên người phổi được. Cái này chẳng có gì đúng không? Rồi, nào. Đây là, thấy không? Đừng bảo nó có mắt lại như thế này. Sau khi tôi sinh phổi nó có mắt lại. Không phải bạn là có mắt thế này là cho vẽ ra là cái bệnh gì đấy. Và các bạn thuyết phục nhau là em cái quả. Tóm tắt trẻ nam 37 tháng vào viện vì ho khò khè, diễn biến ngày thứ hai tiền sử là mắc adeno mắc covid-19 cách 1 năm, mắc adeno điều trị mắc adeno cách 5 tháng điều trị 7 ngày. Và bảo này, khi mình điều trị 3 tháng 5 tháng tôi phải trừ 37 tháng trừ 5 tháng 37 tháng tiền sử mắc covid lúc 2 tuổi rưỡi, không biết là như thế nào. Sau đó 5 tháng thì bắt đầu mắc adeno virus phải điều trị bằng chú, ví dụ thế. Và sau đó nữa thì lại có 2 đợt viêm phổi do HIV vào cái đầu, rõ ràng đúng không? Chứ không, tôi bảo là cách đây 5 tháng, tôi chẳng biết từ 5 tháng nó lúc mấy tuổi, từ 4 tuổi thì là 5 tháng là 3 tuổi rưỡi, từ 10 tuổi cách đây 5 tháng là 9 tuổi rưỡi, chẳng biết 5 tháng lúc 30 tuổi là mức quan trọng nhất, mức dưới 5/5 2 tuổi rưỡi, đúng chưa? Tôi khởi phát là trẻ hoàn toàn bình thường đến lúc 2 tuổi rưỡi mắc covid, ví dụ như thế. Sau 5 tháng tôi mắc adenovirus điều trị của chú 7 ngày. Sau đó 3 tháng tôi bị 2 đợt viêm phổi do HIV và phế cầu, tôi xin ông chú tại bệnh viện có thở oxy, còn để cho nó quan trọng hơn là có thở oxy, đấy là quan trọng. Xong tiếp, người ta không gì đặc biệt, thực ra là anh không nói gì, không gì, từ giờ không gì đặc biệt, thế chỉ chưa tiếp. Còn thăm khám về bệnh phát hiện hội chứng triệu chứng sau. Có hội chứng siêu hấp, thở nhanh dấu hiệu gắng sức, SpO2 88-90%, hội chứng nhiễm trùng âm tính, hội chứng viêm long đường hấp trên dương tính, có ho, có chảy mũi nước, triệu chứng tại phổi thì có nghe răn ẩm, răn rít hai bên. Còn tắt lại. thực thể cô lại đây, nó có 2 trường phái, có một số thầy cô thì nó hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp mà cô lại thích chuyện tí nào cả, cho nên là em có nghĩ là sao theo cô thì đi là tổn thương thực thể tại phổi, tổn thương rất là nặng, tắc nghẽn không tắc nghẽn cũng chả biết được đấy, bởi vì em nói tắc nghẽn thì chúng ta mặc định là phải nghe thấy phổi chịu cái con tắc nghẽn đấy rồi. Em có thể biết là cân nặng trên ICD được bỏ chỉ béo thì được một cái đấy là cân nặng trên ICD. Có khi nếu mình muốn gọi làm cho thầy cô có biết là làm cân nặng trên ICD là lúc mới thì mình trả lời câu là cô là một, thế là con cười cô phấn khởi là một. Chứ còn mình biết sẵn thế rồi thì thầy cô lại hỏi nữa. Đấy, thầy cô là cân nặng trên ICD, nó tăng cường chất đi. Đấy, ho, khò, khè. Tái đi, tái lại. À, nếu bạn giỏi biết là ho khò khè đấy bạn sau nhiễm covid, thế là cô đề là rất để ý mọi chuyện rồi, ví dụ đấy đúng không? Đáp ứng thế quan đây là chấm chấm đúng không? Hỏi lại đúng không? Đáp ứng thế quan đây là rất có vấn đề rồi, bởi vì cũng đã đáp ứng nhiều, thực ra nó cũng tự ý. Umicot nó đã có một ít, các em tiêm sâu ngay 1-2 ngày rồi nó hết kia rồi, nó thế chắc phải umicot đâu. Em thấy quan vẫn không đỡ đâu. Mà đúng về lý thuyết nhé,
Một bệnh nhân mà co thắt phế quản SO2 này lại phải vào viện tại sao thế? Có lúc con thêm ban Ventolin. Ban Ventolin siêu hấp mà, lại phải hấp tất cả dùng ra phế quản. Chứ không phải Ventolin cho rất hời hợt, phun cái con cho hời hợt. Liều thì không cao. Lúc đó siêu hấp lại phải cho phối hợp tất cả dùng ra phế quản nào. Ventolin này, Ventolin là nhẹ. Con thi ven luôn. Một đoạn nặng phải phối hợp với dòng phế quản, đúng chưa nhỉ? Cả con, và rõ ràng là em xong rồi là bệnh nhân bắt đầu. Em dùng Ventolin xong bệnh nhân vẫn chích hơi mà. Thì nhẽ là phải tăng, phải tăng lên con tí ven. Tức là kể cả đây là hen thật, em xử trí thì rất là sai. Em phải ngay được tức là gì? Tất cả thì nó nặng rồi, xíu hết là nặng rồi đúng không? Là em phải hợp cả cái bụng Bromid cộng cả Salbutamol cộng với con tí đường quan thân tại chỗ. Và Methin. Và em phải đánh giá sau là 1 lần, 2 lần, 3 lần. Xong em đang ứng. Chứ là rất hồi hợp cho thế, tại sao em vẫn thế, chẳng thấy nó dễ chịu hơn nó đi lên viện. Thế thôi, chả sao cả. Nó cũng chả làm sao cả như thế. Chẳng làm sao cả. Tiếp. Chẩn đoán sơ bộ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ chẩn đoán khác rồi. Và cái khác đấy ủng hộ mình mình làm xét nghiệm gần như giờ, xét nghiệm đến bây giờ. Em cũng nghĩ xong hen, em lại nghĩ là viêm phổi xong nhiễm virus, em lại nghĩ là cái nào cái kia rồi, em yêu cầu gì xét nghiệm. Vậy giờ cứ gọi là ứ hen hoặc là theo dõi, hoặc là vì là hen phế quản, theo dõi em viêm phổi kẽ sang viêm virus, ví dụ cái thế đấy cũng được. Yêu cầu xét nghiệm, làm cái cầu xét nghiệm. Đấy là chúng ta bác sĩ là yêu cầu xét nghiệm. Yêu cầu xét nghiệm thì trước hết bọn em yêu cầu xét nghiệm bi lăng viêm trong công thức máu có bạch cầu, công thức máu CRP và làm một số cái test của virus, test cúm, làm làm test cúm làm gì? Mình có sốt đâu, không phải làm cúm. Làm cúm làm gì? Không cần làm ạ, bệnh nhân này không sốt, không cần làm cúm. Không, cúng. Mình làm nếu mình cần tìm nguyên nhân cái gì đấy, ví dụ đây viêm phổi, viêm đường hô hấp thẩm, rhinovirus. Ví dụ, nhưng mà cái đầu tiên để chúng ta xác định, chúng ta nhận xét nghiệm chúng ta xác định chúng ta nguyên nhân, xác định chúng ta biến chứng, đúng chưa? Chứ các bạn tất cả bệnh nhân nặng cũng máu, kể như là đau bụng cũng là có thương máu, bệnh nhân bị xương cũng là có thương máu, công thức máu sẽ được quay chụp ít quan tim phổi. Nhưng vấn đề là xét nghiệm chuẩn đoán nhất là đang lăn tăn giữa hen phế quản, viêm mũi kẽ hay là viêm phổi, virus, vi khuẩn gì đấy, làm xét nghiệm gì? Công thức máu CRP, ít quan tim phổi. Đơn giản nhất là các bạn sẽ phải làm thế. Hiểu cái quả làm thế. Làm cho nó xem có thức máu có diễn biến không ạ? Nào, có thức máu này nó ổn của bệnh gì không? Không. Chả là bệnh không gì không? Không có nhiễm trùng đâu. Nhiễm trùng thì cũng chả rõ nhiễm trùng. Mà virus thì cũng chả rõ. Bệnh cầu thì bình thường cũng hơi CRP bình thường. Phản ứng virus nó trung tính bao nhiêu? Trung tính 57, 57, 57, 57. 3 tuổi. Ừ, sẽ cũng chả tăng nữa. Tăng một chút. 700, hơi tăng một chút. Sinh hóa CRP bình thường đúng không? Vâng. Tức là nó chẳng ủng hộ mình cái gì cả, nó phải có vẻ tất nhiên nước gì đấy, có vẻ thế. Là tiếp. X quang. X quang viêm phổi là gọi viêm phổi đấy. Thì thấy có ưu khí. Nào, thứ nhất là đây mình nhìn cái gì ở trên phổi? Nhìn cái gì phổi đấy? Có tất nhiên cái gì ạ? Ưu khí ạ. Xương sườn nằm ngang không? Không. Là có hay không ạ? Xương sườn nằm ngang không ạ? Cái này cung sau thì cung trước làm gì, cung trước không nằm ngang ạ. Phổi này là hơi ưu khí một chút, không nhiều khí. Không có ưu khí. Cái lồng ngực của nó bắt đầu hơi nằm ngang, cái lồng ngực, em nhìn cái khung trên cùng của xương sườn này. Chuẩn. Nó không ra được. Không vào cái tim. Đây bạn nhìn thấy nhé. Đây này, chỗ này này. Các bạn nhìn cái khung xương sườn này, tôi chỉ được. Bài nhà, bài xuôi, bạn cứ nhìn như thế.
nhìn phổi, muốn nhìn thế ra nhìn tất cả cái phổi bình thường cái cảm qua, xem thử là cái khung này, hơi ngang, đấy hơi ngang thì cảm giác hơi yếu tí, không hơi lên hơi ngang này, gọi là ba ngang là phải xuôi xuống này, đấy, bình thường phải hơi xuôi xuống, cái là hơi ngang, cũng nói hơi yếu tí, không quá đâu, và khi nó không ứ khí nhiều, mà lại vào suy hấp. Hết phế quản phải ứ khí, nhanh ra, đúng này không ứ khí nhiều, mà lại khổ như thế này. Nó cũng hỗ trợ mình cho đường, thì nó hỗ trợ đến những khu khổ. Nó hiểu bản chất vấn đề chưa? Đấy. Và thứ hai, nhu mô khổ được không? Mình nói nhu mô khổ, nhu mô khổ được không? Có. Khổ này hoàn toàn bình thường nhé. Khổ sáng hoàn toàn bình thường. Đầu tiên nhìn cái gì nó bình thường nhé? Bóng tim. Khổ phải, có cái gì? Đúng không? Bóng tim phổi. Lại đây. Nào. Nhìn khoảng kẽ nó kho nhiều. Khoảng kẽ rõ. Thực ra thường thường kẽ hơi khó. CT. Nhưng bệnh nhân này nó 3 tuổi nó kho mạnh, nó trẻ 2 tuổi nó kho mấy, nhìn nó không ra kẽ. Nhưng mà đến 3 tuổi nó kho rất là mạnh, nhìn rất là rõ. Mình thấy là đấy là đúng không? Cái này là CT đây. Đúng ra trên nó là người ta gọi là hậu Covid. Và mình phải kiểm tra tính năng gấp CT phổi xem nó có tổn thương kẽ cái tư thế nó lại giơ tay khi trong khi chụp ảnh không không cái bờ vai nó vòng nó đen nhiều bình thường nó bờ vai nó xuôi cái vai nó giơ tay thì cái vai nó không lên thế đâu không là như thế đâu bạn này suy hấp có làm cái khí máu tĩnh mạch khí máu thì đương nhiên đấy là suy hấp thì là việc phải làm khí máu rồi em đã khí máu nó có toan hay gì không không khí máu bình thường em đã hỏi là khí máu này làm trước hay là sau khi dùng đấy thì nó có hỗ trợ mình là hen không đấy tức là cái lý luận thì càng thấy là bây giờ mà cô nói tất cả đều vâng ý được vấn nạn bây giờ cô nhưng nói tất cả đều vâng khi máu này lại lấy trước khi mà khi dung CO2 nó cũng không tăng thì đấy thì nó có phù hợp cũng đấy cô nói thế là ngay từ đầu cô nói cái không phải hen cô nói ngay từ đầu nó từ bước chân vào cô bảo cái này không phải hen rồi các bạn này đấy, rồi thì nữa làm micro có hợp lý không quá hợp lý hợp lý và lớn tuổi vì là lứa tuổi này vì nó diễn biến như vui cô là cái kẽ vi cô là cái phải kẽ vâng nhưng micro có cái gì để gợi ý bạn biết có cái micro có cái gì để gợi ý cái ho ạ, cái triệu chứng ho. Ho thế nào? Ho nặng, ho nghĩa là cái cơn không ho khan, thiết, ho khan. Không nhất thiết. Ý của nó là thế lâm sàng nó rầm rộ hơn so với hình thực. Có thể nhưng nó đi lúc nó rầm rộ mà tôi siêu hấp mà. Thường micro này này. Công thức máu thì bình thường nhưng mà CP lại rất cao. Bạch cầu bình thường nhưng CP 40 50. Không phải là hoàn toàn bình thường. Nó không cân xứng ra cái nhau. Nó sẽ rất bình thường đúng không?
khó. Làm cúm đấy là làm thủ tục thôi, tôi chả thích gì làm cái cúm này, làm trang cái gì ở thì cúm được thấy chưa, thấy sốt đúng không? Tiếp thế nhưng mà thế mình nghĩ đến hen thì phải làm rhinovirus. Chứng chưa? Chưa có rhino. Ờ, đại CT. Không đấy. Đề xuất đấy, đề xuất thêm. Ok, bao nhiêu họ trả lời cái vấn đề. Không phải là loại CT đây, không phải loại trừ mà CT để cho nó được kể cho tới CT lại không phải mục đích. Nếu với CT không thì thầy có làm giải thích cho mình sao đấy đúng không? Đúng chưa? Có đi xuống cho nghe cái đi, không để lại bảo là cô cản trở cứ đi nghe nào. Thôi, đi rồi, đi xuống cho nghe. Không ổn nhỉ? Đấy.